Như vậy là YouTube Short đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Có nghĩa là từ nay trở đi chúng ta đã có thể tạo short trực tiếp từ chiếc điện thoại của mình. Điều quan trọng hơn là YouTube sẽ thả nổi về vấn đề bản quyền nhạc ở trong các video shorts. Chúng ta có thể sử dụng hầu như tất cả các bài hát mà chúng ta nhìn thấy ở trên YouTube cho video shorts của mình mà không bị đánh gậy, không bị bắt bản quyền nữa. YouTube đã ký hợp đồng với hầu hết tất cả các hãng đĩa, các nhà phát hành âm nhạc ở trên thế giới để chúng ta được phép sử dụng. Nếu mà bạn tinh ý thì thời gian gần đây khi upload video lên có một cái lựa chọn nho nhỏ là cho phép người khác sử dụng một phần video của mình. Đó là một bước đệm mà YouTube đã chuẩn bị sẵn để hỗ trợ cho Shorts. Tất nhiên là mọi doanh thu nếu có từ video Shorts của bạn sẽ được phân chia, chia sẻ với chủ sở hữu bản quyền âm nhạc. Nhưng mà như thế là cũng sướng lắm rồi, đúng không? Mình sẽ được sử dụng những bài hát trendy, những bài hát mới nhất. Đồng thời chưa kể là những cái hình thức video khác nhau trước đây vốn bị vướng bản quyền nhạc mà không thể làm được, chẳng hạn như nhảy chẳng hạn, hướng dẫn nhảy, thì bây giờ sẽ được là một cơ hội rất lớn để phát triển ở trên YouTube. Tất nhiên có một điều phải lưu ý nha, nếu mà bạn đưa sẵn bài hát vào trong video rồi render sẵn từ bên ngoài xong đó đưa vào trong short ấy thì sẽ không được chấp nhận. Mà muốn được sử dụng nhạc bản quyền như thế này chúng ta phải làm theo những cách như sau. Cách thứ nhất là khi tạo ra short trực tiếp từ điện thoại. Sau khi ghi hình xong nha, bước tiếp theo ở góc dưới bên tay trái này sẽ có phần thêm âm thanh. Và đây sẽ hiện ra tất cả các bài hát mà mình ưa thích. Mình có thể tìm kiếm thêm những bài hát mới và đưa vào trong video của mình. Nói chung là giao diện y chang như TikTok, clone y chang luôn. Ông lớn mà chơi kỳ quá. Cách thứ hai là khi mình đang xem video ở trên kệ Shorts này theo chiều dọc 96 ở góc dưới bên tay phải này, mình sẽ thấy biểu tượng âm thanh cũng ngay vị trí của màn hình giống như TikTok. Khi mình chạm tay vào đấy sẽ chuyển ta tới cái màn hình này tất cả các video sử dụng cái bài hát này. Và ở bên dưới này màu xanh là khi chạm vào đây mình sẽ chuyển tới camera Shorts và bài hát đó đã được đưa vào trong video của mình. Cách thứ ba là khi mình xem video trên các trình phát bình thường, không phải là trình phát Shorts nha, trình phát bình thường chiều ngang 16:9 như thế này các bài hát, thì ở bên dưới cái phần like và dislike ấy, bây giờ khi kéo sang phải chúng ta sẽ thấy xuất hiện thêm một cái biểu tượng mới là create. Chạm tay vào đây sẽ chuyển ta đến màn hình camera Shorts và bài hát đó được đưa sẵn vào trong video của mình. Cái việc thả nổi bản quyền nhạc cho các video Shorts như thế này sẽ mở ra một chân trời hoàn toàn mới cho không gian sáng tạo của anh em chúng ta. Đồng thời là nếu mà cái việc này được thực hiện tốt và được cái cơ chế này được mở rộng cho tất cả các video dài nữa ấy, thì sẽ là một bước ngoặt cho hệ thống bảo vệ bản quyền ở trên YouTube.